Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Toàn tỉnh hiện có 8 khu công nghiệp với 102 dự án đầu tư, tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động. Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thời gian qua để đảm bảo sản xuất an toàn, nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã triển khai phương án 3 tại chỗ, sản xuất, ăn ở, nghỉ ngơi tại chỗ để vừa chống dịch vừa sản xuất. Đối với những công ty không đáp ứng 3 tại chỗ thì sẽ thực hiện một cung đường 2 điểm đến. Tuy nhiên, mong muốn hiện nay của các doanh nghiệp là được tiếp cận nguồn vaccine COVID-19. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tính đến hết tháng 9 năm 2021, số lượng công nhân tại các khu công nghiệp được tiêm vaccine COVID-19 mới chỉ đạt khoảng 6.000 người. Trong những tháng cuối năm 2021, tỉnh Hòa Bình tập trung tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân nhanh nhất để đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng theo kế hoạch, trong đó ưu tiên tiêm vaccine sớm cho công nhân trong các khu công nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội đã đề ra. Hiện nay, dân số trong độ tuổi lao động của tỉnh trên 531.000 người, chiếm 61,7%, là nguồn lao động quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chất lượng lao động của tỉnh đang có chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ lực lượng lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 56%. Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế của tỉnh đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, góp phần chuyển đổi mô hình kinh tế của tỉnh từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp dịch vụ. Đến nay, lao động làm việc trong ngành nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 59,3%, ngành công nghiệp xây dựng chiếm 30,4%, ngành dịch vụ chiếm 10,3%. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo nghề của tỉnh chưa cao, cơ cấu đào tạo nghề chưa hợp lý, chủ yếu là cơ sở đào tạo nghề trình độ sơ cấp, quy mô đào tạo trung cấp và cao đẳng nghề còn chiếm tỷ lệ thấp. Sự liên kết giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp chưa thực sự chặt chẽ, dẫn tới tình trạng lao động sau khi được đào tạo nghề nhưng không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và phải đào tạo lại. Hiện tỉnh đang triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động, phấn đấu đến hết năm 2021, tỷ lệ lao động qua đào tạo 57,5%, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp còn khoảng 57%, đạt kế hoạch đề ra. Giai đoạn 2021-2025, Lạc Sơn phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa toàn huyện đạt 15%. Thị trấn Vụ Bản đến năm 2025 hoàn thiện đầy đủ các tiêu chí của đô thị loại 5. Thị trấn Mường Phó gồm toàn bộ diện tích xã Nhân Nghĩa đến năm 2025 phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại 5. Để thực hiện các mục tiêu, huyện Lạc Sơn tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, hoàn chỉnh đề án xây dựng đô thị, tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng đô thị vào các địa phương có tiềm năng lợi thế, đồng thời chú trọng mở mới các tuyến đường, xây dựng các khu đô thị, khu dân cư mới. Là địa phương có diện tích rộng, dân cư đông, cùng với đó thị trấn Vụ Bản nằm trên quốc lộ 12B có điều kiện phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ. Vì vậy, tiến trình phát triển đô thị của huyện Lạc Sơn có ý nghĩa quan trọng, giúp hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong vùng. Thưa quý vị và các bạn, để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Hòa Bình đã có phương án xây dựng bệnh viện dã chiến, thành lập khu điều trị tập trung các trường hợp mắc COVID-19. Mặc dù hiện nay tỉnh Hòa Bình đang nằm trong vùng xanh an toàn, tuy nhiên trước diễn biến của dịch bệnh tại các khu điều trị tập trung, bệnh viện dã chiến cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với dịch bệnh. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau khoảng 2 năm được trưng dụng để điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 của tỉnh, bắt đầu từ tháng 10 đã quay trở lại điều trị các bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm thường. Tuy nhiên, khoa truyền nhiễm vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng kích hoạt, chuẩn bị các phương án đối phó với dịch bệnh trong trường hợp tỉnh Hòa Bình có ca mắc COVID-19 mới. Khoa truyền nhiễm đã hoạt động trở lại bình thường và hoạt động điều trị những bệnh nhân mà thuộc loại bệnh của những khoa thuộc bệnh của khoa truyền nhiễm. Khi có một cái trường hợp đặc biệt mà cần phải điều trị COVID thì là khoa truyền nhiễm sẽ lập tức chuyển đổi nhanh chóng sang từ điều trị bệnh nhân thường sang điều trị bệnh nhân COVID. Khoảng 1-2 tiếng là chúng tôi sẽ sẵn sàng là tiếp nhận những bệnh nhân COVID. Đối với Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh cũng đã được sửa chữa nâng cấp để thành lập khu điều trị tập trung bệnh nhân COVID-19. Hiện nay các hạng mục như mở rộng sân sau, làm đường đi thông sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mở rộng nhà chứa rác thải nguy hại, lắp đặt hệ thống camera an ninh, hệ thống rào chắn, lắp đặt đường dẫn oxy tới 20 buồng bệnh để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng. Với quy mô 100 giường bệnh, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn các phương án, sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến khi dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Bệnh viện cũng đã được đầu tư thêm một số các hạng mục để đáp ứng được cái yêu cầu trong công tác phục vụ người bệnh.
và quản lý người bệnh trong thời gian điều trị đối với bệnh nhân nhiễm COVID-19. Cho đến thời điểm này thì đã đưa vào vận hành. Ví dụ như là hệ thống oxy đã đưa đến tận các cái buồng bệnh phục vụ với cái tinh thần là theo như quyết định là 20 phòng bệnh. Đối với bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu thì hệ thống oxy cao áp cũng đã sẵn sàng. Tất cả các hạng mục đã được triển khai và đã được bàn giao và có thể sẽ kích hoạt bất kỳ lúc nào khi mà có lệnh hoặc có cái dịch xảy ra và có quyết định để chuyển đổi công năng. Nằm trong vùng xanh nhưng tỉnh Hòa Bình vẫn không chủ quan lơ là trước dịch bệnh, duy trì và thực hiện nghiêm các quy định đối với người ra vào tỉnh. Bên cạnh đó, việc xây dựng bệnh viện dã chiến và các khu điều trị bệnh nhân COVID-19 được chuẩn bị, sẵn sàng cho các tình huống. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch trưng dụng trung tâm y tế các huyện, thành phố để điều trị bệnh nhân COVID-19 trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, số bệnh nhân vượt quá khả năng thu dung của các cơ sở điều trị bệnh nhân và bệnh viện dã chiến. Với việc chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống, tỉnh Hòa Bình quyết tâm không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng và giữ vững vùng xanh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình dự án đầu tư cho các xã vùng khó khăn, huyện Mai Châu đã xây dựng nhiều công trình nước sạch, đáp ứng nhu cầu về nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống của người dân. Tuy nhiên, một số công trình được đầu tư xây dựng lâu năm đến nay không khai thác sử dụng, dẫn đến tình trạng hư hỏng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Mặc dù xóm Lốn, xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu được nhà nước đầu tư công trình nước sạch để sử dụng, song do hệ thống lọc nước đã xuống cấp nên nước ở công trình này có chứa nhiều đá vôi. Nên gia đình bà Lê Thị Liên, một trong những hộ dân ở xóm Lốn, phải tự làm đường ống nước dẫn trực tiếp từ các khe suối về để sử dụng. Nước không qua bể lọc nên vào mùa mưa, nguồn nước này không thể sử dụng được vì bị đục. Đây là nguồn chính phục vụ việc nấu ăn sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Chúng tôi ở đây sử dụng nguồn nước này thì nói chung bây giờ là không được đảm bảo ấy. Nó không vệ sinh lắm, với cả là nguồn nước là nó nhiều đá vôi. Nói chung là ở đây thì không có thì vẫn phải sử dụng tạm thôi. Nhưng mà mong muốn của chúng tôi là muốn là nhà nước quan tâm hơn thì là có thể cho chúng tôi một nguồn nước sạch thực sự để chúng tôi sử dụng. Mai Châu là huyện vùng cao, với địa hình phức tạp bị chia cắt nhiều bởi hệ thống khe, suối và núi cao. Mặc dù những năm qua huyện Mai Châu đã lồng ghép đầu tư xây dựng các công trình nước sinh hoạt phục vụ nhân dân, nhưng nhiều công trình được xây dựng lâu năm đã xuống cấp, nên người dân phải tự tạo nguồn nước từ giếng khơi, giếng khoan, dẫn nước từ các mỏ nước, khe núi, khe suối về để sử dụng. Bên cạnh đó, công tác quản lý, bảo vệ, vận hành, khai thác công trình sau đầu tư xây dựng của một số xã, thôn bản còn hạn chế, nhiều công trình chưa được nâng cấp sửa chữa đã ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho người dân. Với cái địa hình là đồi núi dốc và cái nguồn nước sinh hoạt cho bà con nhân dân còn gặp rất là nhiều khó khăn. Các hộ gia đình là chủ yếu là đi tự kéo ti ô từ các cái khe suối rồi là từ các cái nguồn nước nhỏ thì không đảm bảo nước sinh hoạt trong cái mùa hanh khô. Qua các cái hội nghị tiếp xúc cử tri thì cũng đề nghị là các cấp từ tỉnh đến huyện và các cái chương trình dự án là quan tâm đầu tư hỗ trợ cho bà con nhân dân xã về cái công trình nước sạch hợp vệ sinh. Thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, huyện Mai Châu có 8 xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của chương trình. Trong đó, giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách trung ương đã hỗ trợ kinh phí cho hơn 640 hộ tại các xã đặc biệt khó khăn, mỗi hộ 3 triệu đồng để đầu tư công trình nước sinh hoạt với tổng kinh phí là gần 2 tỷ đồng. Thời gian tới thì chúng tôi cũng một là chỉ đạo tổ quản lý nước là một là thường xuyên để tu sửa. Cái thứ hai nữa là cũng đề nghị cấp trên là có nguồn kinh phí nào đó, một là tu sửa lại cái đường ống. Cái thứ hai nữa là làm sao để nước để truyền đến các hộ dân trong xóm. Hiện nay thì chỉ dùng được trên 500 hộ trên hơn 800 hộ. Thì hơn 500 hộ mới được sử dụng nước ấy, còn hơn 200 hộ, 300 hộ là chưa được sử dụng. Trong thời gian tới, để sử dụng hiệu quả các công trình nước sinh hoạt, các địa phương cần chú trọng công tác quản lý, phát huy vai trò tổ quản lý vận hành trong việc quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng công trình định kỳ. Bên cạnh đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ và sử dụng nguồn nước.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, trên khắp những cánh đồng, người dân đang tập trung thu hoạch lúa hè thu. Năm nay, lúa được mùa bội thu, thành quả mong chờ của người nông dân sau bao ngày chăm sóc đã được đền đáp. Phần cuối bản tin thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Gánh nặng trĩu hai thùng lúa trên vai sau khi vừa thu hoạch xong, ông Nguyễn Văn Mộc ở thành phố Hòa Bình không giấu được niềm vui, phấn khởi. Với người nông dân quanh năm gắn bó với đồng ruộng như ông, không gì hạnh phúc hơn khi sản xuất được mùa. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ông Mộc đang khẩn trương thu hoạch hết diện tích lúa chín để kịp phơi khô. Dư giả số tiền bán thóc của vụ này, ông dự tính sẽ mua thêm ít con giống để phát triển kinh tế gia đình. Lúa cũng tốt, thứ nhất là cũng được đấy. Thế nhưng mà đi sớm thì một là cho khỏi nắng, thứ hai là lúa chín rồi thì cũng mong là gặt về cho nó sớm. Thôi dịp nắng này phơi khô khanh thì là con nhà thì là có, còn ruộng cũ thì là còn bán. Thế là lấy tiền thì mua lợn, mua gà hoặc là mua các thứ trang trải trong gia đình. Còn với hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Lương, đây là vụ đầu tiên vợ chồng bà đưa giống lúa Thái Bình vào sản xuất. Chăm bẵm, bám sát đồng ruộng bao ngày, hôm nay được thu hoạch thành quả. Bà Lương không khỏi vui mừng khi nhìn những bông lúa chín chịu hạt. Nhà nông, hạt thóc được coi như hạt vàng. Thắng lợi từ vụ này, hai vợ chồng ông bà quyết tâm tiếp tục đầu tư trồng giống lúa Thái Bình cho sản xuất vụ sau. Vào mùa gặt, ngay từ sáng sớm cho đến khi bình minh lên, trên các cánh đồng lúa chín, nông dân hối hả thu hoạch thành quả. Những năm gần đây, nhiều giống lúa mới, năng suất cao đã được nông dân trong tỉnh mạnh dạn đưa vào sản xuất như Nhị Yêu 838, Thiên Yêu, giống lúa Thái Bình, VNR20, Đài Thơm 8. Ước tính năng suất lúa trung bình vụ này đạt 53 tạ một hecta. Năm nay do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hạn chế tập trung đông người, các gia đình cũng chủ động hơn trong thu hoạch lúa của nhà mình. Thay vì gặt đổi công như những vụ trước, lúa được mùa, nhiều nhà nông đã có những dự tính riêng. Thì chúng tôi làm mùa, đến mùa thu hoạch thì chúng tôi khấn khởi nô nhau đi thu hoạch về. Nếu mà mình dư dật thì là mình quanh năm là khỏi phải đi đong gạo, với là thỉnh thoảng là được đồng nào thì là trang trải trong gia đình. Không khí ngày mùa đang rộn ràng khắp nơi. Thắng lợi trong sản xuất vụ mùa năm nay sẽ tạo thêm động lực để bà con nông dân trong tỉnh phấn khởi, khẩn trương bước vào vụ sản xuất mới. Duy trì chế độ tuần đê, kiểm tra thân đê, ứng phó với bão. Chi tiết về nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình thời sự 19h45 phút tối hôm nay. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình, nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực phía Nam tỉnh, nhiều mây, có mưa, rải rác có mưa vừa, có nơi có mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực phía Tây tỉnh, nhiều mây, có mưa, rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ.